Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhắc đến những từ khóa như là tấn công tình dục, mua bán dâm, quay lén, K-pop, Big Bang. Vâng, đó chính là vụ bê bối rúng động làng giải trí Hàn Quốc của Seungri và những người bạn. Đến thời điểm này thì vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng và ngày càng có nhiều những tình tiết mới lộ diện và gây sốc. Không chỉ dừng lại trong khuôn khổ của làng giải trí Hàn Quốc, vụ nổ truyền thông ấy còn chạm tới một góc khuất lớn hơn và cũng tăm tối hơn. Đó là cách mà những người phụ nữ tại đây đang bị đối xử. Họ giống như là một món đồ chơi, giống như là một thứ hàng hóa để mua vui. Họ giống như là một thứ đồ ăn kèm trong các bữa nhậu mà xung quanh là những người đàn ông lịch lãm. Sự day dứt đó cũng chất chứa trong chính bức tranh mà quý vị đang theo dõi ở đây. Bức tranh đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt của họa sĩ người Hàn Quốc Kim Dong-kun. Trước khi đến với những phân tích sâu hơn, bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng nhìn lại toàn cảnh của vụ bê bối rúng động này. Đài truyền hình MBC đăng tải một video clip cho thấy khách hàng của club hạng sang Burning Sun do nam ca sĩ Seungri làm chủ đã có hành vi chuốc thuốc và tấn công tình dục một phụ nữ. Đoạn clip dài 9 giây này là gạch đầu dòng đầu tiên trong chuỗi những bê bối của Seungri. Sau đó một ngày, đài truyền hình KBS nổ phát súng đầu tiên nhắm vào hoạt động của câu lạc bộ Burning Sun. Bằng cuộc phỏng vấn với cựu nhân viên ở đây, người này tiết lộ quản lý thường cung cấp chất cấm và thuốc kích dục cho khách hàng VIP. Trong lần đầu tiên lên tiếng về bê bối, nam ca sĩ Seungri tuyên bố không tham gia điều hành Burning Sun và cũng không biết đến việc sử dụng chất cấm tại đây. Tuy nhiên, trang tin Dispatch chứng minh điều ngược lại rằng Seungri là người quản lý trực tiếp của Burning Sun và việc dùng chất cấm thường xuyên xảy ra tại đây. Cảnh sát đã đột kích, phát hiện bằng chứng Burning Sun tăng trữ chất kích thích, buộc câu lạc bộ này phải ngừng hoạt động. Giữa lúc cuộc điều tra chưa ngã ngũ, SBS Funny kích hoạt một quả bom truyền thông khác khi công bố một phần của hơn 200.000 tin nhắn trong nhóm chat 8 người, bao gồm Seungri và những cái tên có tiếng trong giới. Nội dung xoay quanh các hành vi hối lộ cảnh sát, môi giới mại dâm với các đối tác nước ngoài và phát tán các clip quay lén cảnh cưỡng hiếp phụ nữ. Cảnh sát đã lục soát Club Arena nơi Seungri bị tố cáo là đã giới thiệu khách tới mua dâm và đưa Seungri vào diện tình nghi. Cùng ngày, nam ca sĩ tuyên bố giải nghệ, rút khỏi nhóm nhạc Big Bang để hợp tác với cơ quan cảnh sát. Sau 16 giờ thẩm vấn liên tục, Seungri đã xuất hiện trước giới truyền thông. Tôi đã hợp tác với thái độ chân thực và tôi sẽ nộp đơn xin hoãn nhập ngũ để chứng minh nỗ lực phối hợp điều tra đến khi có kết quả cuối cùng. Cuối ngày 19 tháng 3, tờ C-Star Journal đã đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với Seungri. Dù thừa nhận có tham gia nhóm chat kín, nhưng Seungri cho biết đó chỉ là những đoạn hội thoại đùa cợt và khẳng định mình vô tội. Tôi thấy có lỗi với công chúng, nhưng dường như tôi ở một vị trí chẳng thể than phiền hay phản bác điều gì. Lời cuối, tôi không đánh bạc và không môi giới mại dâm. Dù thế, cuộc điều tra vẫn tiếp tục mở rộng. Vâng, tôi không đánh bạc và không môi giới mại dâm. Seungri đã khẳng định như vậy. Kết quả điều tra cuối cùng còn chờ đợi vào sự điều tra của cơ quan chức năng tại Hàn Quốc. Thế nhưng mà ngay lúc này thì một thông tin khác cũng đang nhận được nhiều sự chú ý. Đó là người đã khơi nguồn cho việc phanh phui scandal này. Đó là ai? Ai mà lại dám chấp nhận những rủi ro về việc động chạm đến những tên tuổi lớn trong K-biz để hé lộ cho công chúng toàn bộ quá trình tìm ra sự thật và giải đáp câu hỏi vì sao lại là Seungri? Vì sao cần phải phanh phui bê bối này? Thưa quý vị, đó là một nữ phóng viên điều tra của kênh truyền hình SBS Funny, Kang Kyung-jun. Thực hiện điều tra trong hơn 3 năm để đưa ra nhiều bằng chứng gây sốc, nữ phóng viên Kang Kyung-jun cho biết mình đã làm điều này vì công lý. Tôi là người đưa ra hàng loạt các bằng chứng về vụ mua bán dâm, nhóm chat có chia sẻ video quay lén. Nguyên nhân khiến tôi bắt đầu điều tra bắt nguồn từ bữa tiệc vô cùng xa hoa vào năm 2015 do Seungri tổ chức. Anh ta tự gọi mình là Seungbi hay là đại gia Gatsby của xứ Hàn. Nhưng nó không đơn thuần là những bữa tiệc của người giàu có và nổi tiếng, mà là công cụ để anh ta mua vui cho các đối tác làm ăn. Ngoài ra, một số chi tiết trong bữa tiệc đã khiến tôi bắt đầu phải đặt ra câu hỏi liệu rằng Seungri có dính dáng đến môi giới mại dâm như những gì mà nhóm chat đề cập tới hay không? Không dừng lại ở điều tra về môi giới mua dâm, nữ phóng viên này còn tìm hiểu về vấn nạn quay lén cảnh quan hệ tình dục, rồi chia sẻ trong các nhóm trò chuyện của Seungri và các nghệ sĩ. Tin đồn về những nam nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ với nhau những video quay lén cảnh quan hệ tình dục trong nhóm chat riêng đã có từ 2 năm trước. Tôi có nguồn tin cho thấy những tin đồn này là sự thật. Các nạn nhân được mời đến những bữa tiệc và từ đó bị lôi vào những cuộc gặp gỡ đầy màu tình dục. Họ cũng không hề biết mình bị quay lén và các video đều bị phát tán. Tôi bị sốc và bắt đầu đào sâu hơn.
Càng tìm hiểu, tôi càng thấy hoang mang và ghê tởm, bởi bọn họ coi phụ nữ là đồ chơi và tình dục là cuộc chơi. Thế nhưng, khi mới công khai sự thật trần trụi về làng giải trí, nữ phóng viên này đã vấp phải những sự phản đối. Tôi thường xuyên nhận được những lá thư ác ý từ những người hâm mộ phẫn nộ của Seung Ri. Tôi hiểu là họ có tình yêu nhất định đối với nghệ sĩ, nhưng đây là một tội nghiêm trọng. Đã có nạn nhân bị ảnh hưởng và nỗi đau của họ không dễ nguôi ngoai. Tôi mong những người hâm mộ sẽ phần nào hiểu được nỗi đau đó. K-pop không phải là chưa từng có những scandal từ bạo lực đến tình dục, nhưng cũng chưa khi nào mà bê bối lại khiến cho công chúng bàng hoàng và truyền thông quốc tế đưa tin dày đặc đến thế. Vụ việc của Seung Ri và nhóm bạn cũng đã thổi bùng vụ án đầy uẩn khúc của nữ diễn viên Jang Ja-jeon từ cách đây 10 năm. Cả hai vụ việc đều có điểm chung là liên quan đến thực trạng môi giới mại dâm và lạm dụng quyền lực để cưỡng ép nữ giới trong showbiz, khiến cho công chúng phẫn nộ. Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc đã phải xin lỗi vì cáo buộc cảnh sát bao che cho những sai phạm trong các hộp đêm ở Seoul. Và khi động thái này được đưa ra, thì người ta lại đặt những câu hỏi là tại sao những góc tối của K-biz tồn tại trong nhiều năm mà không bị xử lý. K-pop là công cụ quyền lực mềm tối thượng của Hàn Quốc. Quả đúng vậy, với Hàn Quốc, ngành giải trí là đứa con cưng, đem lại lợi nhuận khủng. Mỗi khoản đầu tư trị giá 1 đô la Mỹ đem lời gấp 5 lần cho nền kinh tế. Chính phủ Hàn Quốc đối xử với K-pop y như cách chính phủ Mỹ đối xử với ngành ô tô và ngân hàng, có nghĩa là chúng được bảo hộ. Chiều quá sinh hư, lợi dụng tiền, quyền và sự ưu ái là ít trong số những góc tối trong showbiz Hàn Quốc tồn tại từ lâu. Ai cũng biết, nhưng chẳng ai nói ra. Đài truyền hình SBS còn cho biết, một số cảnh sát thậm chí còn nhận hối lộ để dung túng cho cuộc sống tha hóa của nhiều ngôi sao giàu có. Đây cũng là lý do mà toàn bộ bằng chứng liên quan đến vụ của Seung Ri được chuyển thẳng đến Ủy ban điều tra độc lập, thay vì bàn giao cho cảnh sát trước. Từ vụ hành hung ở hộp đêm, một loạt bê bối từ ma túy, cưỡng hiếp, hối lộ cảnh sát bị phanh phui. Tôi mong lực lượng cảnh sát hãy coi đây là một sự xúc phạm đến danh dự của chính mình để dốc sức điều tra kỹ lưỡng những hành vi phi pháp. Không chỉ thế, Tổng thống Hàn Quốc cũng chỉ đạo điều tra hàng loạt các bê bối. Bởi lẽ khi sức ảnh hưởng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã vươn ra thế giới, thì những scandal như thế này nổ ra sẽ không chỉ gói gọn trong danh tiếng của vài cá nhân mà đánh thẳng vào hình ảnh của K-pop, thương hiệu quốc gia của Hàn Quốc. Tôi cho rằng công chúng có cách nhìn dễ dãi với họ hơn, bởi họ là những ngôi sao Hollywood. Bê bối này ít nhiều khiến người Hàn Quốc mất mặt. Và trong thời đại hiện nay, thông tin không thể bị che giấu dễ dàng nữa. Cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý về K-biz. Vâng, bê bối của nam ca sĩ mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đó là nhận định của báo giới Hàn Quốc. Bởi chi tiết nhóm chat thoải mái chia sẻ những hình ảnh quay lén phụ nữ đã đào xới lại một vấn nạn sâu xa hơn trong xã hội của Hàn Quốc. Đó là dùng camera giấu kín để ghi lại và sau đó lan truyền những hình ảnh riêng tư của phụ nữ. Mới ngày hôm qua, thì giới chức Hàn Quốc cũng đã phát hiện máy quay lén tại 30 khách sạn và nhà nghỉ. Số camera này được ẩn trong các đầu kỹ thuật số, ổ điện, giá để máy sấy tóc và truyền hình ảnh trực tiếp lên các web đen. Ước tính có 1.600 người là nạn nhân của việc quay lén này. Cảnh sát đang khẩn trương tiến hành điều tra. Thông tin ban đầu cho biết là hiện chưa có bằng chứng cho thấy các khách sạn thông đồng với hành vi phạm tội này. Sự lan truyền và phổ biến những clip quay lén bất hợp pháp này chính là lý do khiến cho Seung Ri và nhóm chat bị chỉ trích, coi thường phụ nữ. Trong bối cảnh đó, thì CEO của câu lạc bộ Burning Sun đã mạnh miệng tuyên bố là nếu Seung Ri có tội thì tất cả đàn ông Hàn Quốc đều có tội. Điều này có nghĩa là việc quay lén dường như đã trở thành một thứ văn hóa ngầm đen tối trong xã hội Hàn Quốc. Thứ văn hóa mà kênh truyền hình BBC đã phải dùng đến từ đại dịch chống lại phụ nữ. Thật đáng tiếc nếu vụ việc chỉ bị đóng khung trong showbiz. Vụ này tác động rất mạnh vì phụ nữ Hàn Quốc muốn chấm dứt tệ nạn quay lén, bạo lực tình dục và văn hóa lạm dụng phụ nữ bởi những người đàn ông giàu có, quyền lực trong các ngành nghề khác nhau. Theo thống kê năm 2017, có hơn 6.000 vụ quay lén trong các nhà vệ sinh công cộng và phòng thay đồ, mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Những đoạn clip đó có thể được bán với giá 100.000 won, tương đương 2 triệu đồng. Vụ bê bối liên quan đến cựu thành viên Big Bang Seung Ri và những người liên quan đã một lần nữa làm dấy lên quan ngại của dư luận Hàn Quốc về vấn đề này. Hàng nghìn phụ nữ Hàn Quốc đã từng xuống đường biểu tình với khẩu hiệu "Cuộc sống của chúng tôi không phải phim khiêu dâm của các người" nhằm yêu cầu chấm dứt tình trạng lạm dụng phụ nữ và thay đổi quan điểm, thể hiện bản lĩnh đàn ông trong xã hội Hàn Quốc. The South China Morning Post nhận định
khi một bộ phận nam giới trong xã hội coi chuyện lạm dụng phụ nữ để chứng minh bản lĩnh, thì xã hội đó cần thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề. Nếu không, những vụ việc như vụ nữ diễn viên Chang Chayun tự tử do bị lạm dụng tình dục, hay việc hàng loạt nạn nhân nữ phải kêu cứu trong bê bối lần này của Seungri sẽ vẫn còn tiếp diễn. Loạt bê bối liên quan đến nam ca sĩ Seungri, thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc Big Bang kéo dài hơn 2 tháng qua, có thể nói là một cú nổ kinh thiên động địa với ngành giải trí Hàn Quốc. Lịch sử showbiz của Hàn Quốc có lẽ chưa bao giờ đón nhận nhiều tin tức tiêu cực đến thế. Không chỉ là một mà là hàng loạt những trang tin và kênh truyền hình của Hàn Quốc đã đồng loạt tung ra các bằng chứng phạm tội của nam thần tượng này, bao gồm cả Seungri. Nhìn lại diễn biến trong chuỗi scandal của Seungri, công chúng có thể dễ dàng nhận thấy là truyền thông Hàn Quốc đã vạch trần bê bối này theo một lộ trình đưa tin rất kín kẽ và dồn dập.